Sau sự tuyệt vọng khi không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch World Cup năm 2014, Messi giờ đây cuối cùng cũng đã được hưởng vinh quang với danh hiệu World Cup 2022. Đây là một kết thúc đầy viên mãn với vị thánh sống của thế giới bóng đá và cũng có thể là lời chào tạm biệt của anh với giải đấu này. Cầu thủ 35 tuổi này đã có màn trình diễn xuất sắc tại giải đấu, là nguồn sống của Argentina khi đã ghi 5 bàn cùng 3 pha kiến tạo trong 6 trận ra sân. Mặc dù chiếc vô địch World Cup không định nghĩa nên sự nghiệp của Epunga, nhưng nó sẽ tô điểm thêm cho một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất thế giới thể thao mà chúng ta từng biết. Và Messi sẽ làm mọi thứ có thể để biến ý nghĩa về chiếc vô địch World Cup thành hiện thực. Vậy thì Messi đã có màn trình diễn đáng nhớ như thế nào tại giải đấu lớn nhất cấp độ đội tuyển này? Hãy cùng Hủ Tiếu TV đi tìm hiểu nhé! Mặc dù chiếc vô địch World Cup không hoàn toàn là câu chuyện của riêng Messi, thì 8 nắm góp và những bàn thắng của cầu thủ 35 tuổi đã cho thấy vai trò quan trọng của anh với Argentina là lớn như thế nào. Messi được tin tưởng sẽ mở khóa hoàn toàn bất kỳ hàng phòng ngự đối phương nào. Trong một giải đấu mà anh được sử dụng như một số 10 chơi tự do hơn là một số 9 đích thực như Julian Alvarez hoặc Lautaro Martinez. Từ sự tự do trong vai trò đó, Messi ưa thích hoạt động tại khu vực cánh phải hơn, điều dễ hiểu với những cầu thủ thuận chân trái. Từ đó, cựu cầu thủ của Barca có thể tận dụng khả năng dây bóng thượng hạng của mình để đi bóng vào phía trong khung thành hoặc là lừa qua những hậu vệ đối phương. Bất chấp những ý đồ chiến thuật của Scaloni, Messi có nhiều vai trò tự do hơn và được đặt cách ít phải chịu trách nhiệm phòng ngự hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội. Do đó, việc có những chiến binh mạnh mẽ tại hàng phòng thủ ở phía sau lưng đã trở thành ưu tiên hàng đầu phục vụ cho Messi. Scaloni thậm chí còn tăng cường thêm sức mạnh cho dàn trắng đằng sau Messi khi đưa Rodrigo De Paul vào đá cánh phải ở hàng tiền vệ trong trận đấu với Croatia. Những cái tên như Paredes, Enzo Fernandez và De Paul đều là chìa khóa trong bất kỳ sự kết hợp nào mà Scaloni sẵn sàng sử dụng trong trận chung kết. Đảm bảo rằng Messi sẽ ít trách nhiệm phòng ngự nếu Di Maria đảm nhận vị trí chạy cánh thay thế. Với việc thu rất nhiều sự chú ý của các cầu thủ đối phương khi di chuyển trên sân, Messi tự mình có thể mở ra khoảng trống cho những đồng đội tận dụng. Ngay cả những hậu vệ cố gắng loại anh ra khỏi trận đấu cũng nhận được báo cáo về việc áp sát quá chặt với cầu thủ người Argentina. Vì Messi có thể dễ dàng chuyển từ chân này sang chân khác và đánh bại những hậu vệ giỏi nhất. Đồng thời, nếu bạn cho Messi khoảng trống để nhận bóng và thể hiện sự xuất sắc của mình, thì thảm họa sẽ ngay lập tức ập đến. Không có gì đáng ngạc nhiên, Messi sau đó đã tìm thấy cả những khoảng trống chật hẹp nhất để tận dụng. Thống kê cho thấy, Epunga đã thực hiện thành công 2,5 pha di bóng và nhận phải 3,3 pha phạm lỗi trung bình mỗi trận. Co đó liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi đối thủ mà anh gặp phải. Với những khoảnh khắc chói sáng với trái bóng như thế này, Messi không chỉ biết bản thân mình để trở thành spotlight. Anh là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất ở giải đấu, với 3 đường chuyền mở ra cội mỗi 90 phút. Liên tục tận dụng khả năng chạy chỗ của những cầu thủ như Alvarez. Ngoài ra, Messi còn thực hiện 4,5 cú sút mỗi 90 phút, qua đó cho mọi người thấy được sự toàn diện của mình. Chứng kiến Messi thi đấu, Epunga giống như người thủ lĩnh đang dẫn dắt toàn đội trên mặt trận tấn công cho đội bóng của Lionel Scaloni. Năng lượng và nỗ lực không ngừng của anh cũng góp phần thúc đẩy những đồng đội cố gắng. Và chúng ta cũng đã được chứng kiến những cầu thủ xuất sắc khác như Mark Allister và Julian Alvarez có một giải đấu bùng nổ. Messi không chỉ là một thủ lĩnh về bản chất của chiếc băng đội trưởng mà còn ở những gì mà anh thể hiện trên sân. Về khía cạnh phòng thủ trong trận đấu của Messi không đem lại quá nhiều tầm quan trọng đối với Argentina tại giải đấu trên, nên Hủ Tiếu TV chọn tập trung phân tích và sự khác biệt của các hành động không bóng của đội trưởng Albiceleste hơn là những gì Messi làm được khi có bóng trong chân. Điều đáng chú ý ngay từ đầu là Messi biết cách phân phối thể lực để tiết kiệm năng lượng của mình cho những pha đi bóng đỉnh cao. Chúng ta có thể thấy rằng Messi là cầu thủ đi bộ nhiều nhất tại giải đấu. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, Messi đang chọn vị trí để nhận bóng từ đồng đội rồi tĩnh tiến lên phía trên, mặc dù với một tốc độ chậm nhưng ổn định. Chúng ta cần hiểu rằng Messi đã chơi gần như toàn bộ số phút thi đấu của World Cup 2022 ở tuổi 35. Và chúng ta đã thấy, anh luôn xuất sắc mỗi khi chạm bóng. Là một động lực to lớn cho đội bóng, Messi phải tiết kiệm năng lượng của mình theo cách này để đảm bảo rằng anh có thể đủ thể lực chinh chiến trong suốt cả trận cùng với đồng đội. Bởi nếu thiếu Messi, Argentina thực sự sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dù trong tay của Scaloni không thiếu những ngôi sao. Tìm khoảng trống giữa ba hậu vệ không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng cả, ngay cả khi Messi làm nó trông dễ dàng hơn bất kỳ cầu thủ nào. Tuy nhiên, việc tiêu hao năng lượng đòi hỏi Messi phải biết khi nào nên dùng sức để thực hiện pha tịnh tiến bóng đi phía trên
khi nào thì phải đi bộ để mà phối hợp với các đồng đội. Scaloni cũng hiểu điều này và nó có nghĩa trách nhiệm phòng ngự của cầu thủ 35 tuổi sẽ ngày càng ít đi. Anh vẫn sẽ là nhân tố chủ chốt mỗi khi Argentina kiểm soát bóng với 72 lần chạm bóng mỗi trận. Những chỉ số phòng thủ của anh thực tế không tồn tại. Anh chưa thực hiện một pha đánh chặn, cản phá hay pha bóng nào và có nhiều khả năng phạm lỗi 1,3 mỗi trận, hơn đáng kể so với thực hiện thành công mỗi pha tắc bóng 0,5 lần tắc bóng. Cơ cấu pressing của Argentina do đó trở nên hạn chế hơn. Ở chỗ anh là người ngoài cuộc hơn là một người chủ động gây áp lực, và họ chỉ có thể tăng áp lực khi thấy đối phương thực sự ở thế khó với quyền sở hữu của họ. Thay vì gây áp lực, Messi dành thời gian để nhìn báo quát sân, đánh giá tình hình trận đấu và tìm kiếm những khoảng trống mà anh có thể gây ra sự hỗn loạn. Không phủ nhận sự phức tạp của việc quét liên tục, đây là một trong những cách mà tiền đạo người Argentina có thể đưa ra những quyết định thần tốc như vậy khi nhận bóng. Đó không chỉ là bản năng mà là một nỗ lực tích cực để đánh giá diễn biến trận đấu trong những khoảnh khắc mà anh xuất hiện trước đối thủ. Khoảnh khắc khiến cho Josko Varion tắt điện hay đường truyền điên rồ này dành cho Molina trong trận đấu với Hà Lan là chứng minh không thể nào rõ nét hơn cho sự thông minh của Messi. Kể từ khi ra mắt vào năm 2005, Messi đã được biết tới như một cầu thủ có khả năng tạo ra ma thuật khủng khiếp. Anh chưa bao giờ đánh mất phong độ chói sáng. Và bây giờ ở tuổi 35, anh được cho là tận hưởng giải đấu hay nhất của mình. Chỉ Antoine Griezmann đã thực hiện nhiều đường truyền quan trọng hơn Messi tại World Cup và không ai đóng góp nhiều bàn thắng hơn Apunga. Messi vẫn là người thực hiện quả phạt trực tiếp, quả phạt góc và quả phạt đền cho Argentina, đóng vai trò then chốt trong mọi giai đoạn trong trận đấu. Để nói về tài năng của Messi thì có lẽ là đã quá thừa thãi khi Apunga đã chứng minh cho cả thế giới thấy được sự hoàn hảo của mình. Tuy nhiên, nhiều người đã nghĩ rằng một Messi đang ở thời kỳ đỉnh cao sung mãn nhất còn không thể chạm tay về chiếc cúp vàng năm 2014, thì một Messi đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp ở tuổi 35 thì làm sao mà có thể. Nhưng rồi, hiện thực đã cho cả thế giới thấy những gì Messi có thể làm hoàn toàn vượt qua những quy chuẩn mà người bình thường có thể nghĩ tới được. Messi ở World Cup 2022 có thể già hơn, có thể lười chạy hơn, nhưng bù lại, Messi của năm đó có sự lập lõi và già dơ sau khi đã trải qua những đắng cay của số phận để lựa chọn một lối chơi phù hợp với thể trạng của mình hơn. Và rồi cuối cùng, vinh quang đã không lẩn tránh Messi thêm một lần nữa. Chiếc cúp vàng World Cup giờ đây đã được nâng cao bởi Messi và các đồng đội, khép lại một giải đấu mà ở đó Messi đứng trên tất cả.